xin hỏi là sáo tam phân Khánh Hòa loại 1, loại chuẩn không phải là sáo tam phân Campuchia, hiện nay có giá bán bao nhiêu tiền một ký ạ? Chào bạn, sáo tam phân Khánh Hòa từ lâu đã là một loại thảo dược quý và có giá trị. Một phần sử dụng của sáo tam phân là rễ cây, trong khi sáo tam phân là một loại dạng cây thân gỗ, phải mất từ 3 năm đến 5 năm thì mới có được một bộ rễ hoàn chỉnh để sử dụng làm thuốc. Chính vì lý do này mà cùng với sự khai thác ồ ạt của người dân và nguồn dược liệu sáo tam phân trở nên khan hiếm, khiến cho loại thảo dược này bị đội giá rất là cao. Hiện nay thì giá bán sáo tam phân Khánh Hòa loại 1 hàng chuẩn dao động từ 1 triệu 2 đến 3 triệu đồng một ký khô, tùy vào tuổi của sáo tam phân. Tại sao có nhiều nơi lại rao bán sáo tam phân chỉ có 500 đến 600 ngàn đồng một ký? Thì hiện nay do thị trường thương lái nhà chầu có một loại sáo tam phân gọi là sáo tam phân Campuchia. Loại này thì có giá bán rất là rẻ, chỉ bằng 1/3 so với sáo tam phân Khánh Hòa loại nhỏ. Theo thông tin mà chúng tôi được biết thì thật ra đây không phải là sản phẩm sáo tam phân Khánh Hòa, là loại thảo dược được thương lái gọi là rễ sáo tam phân Campuchia. Thì thật ra nó là rễ của loại cây dại có hình dáng giống như là với rễ sáo tam phân Khánh Hòa. Loại này thì không hề có tác dụng điều trị bệnh như là sáo tam phân. Chính vì vậy mà khi tìm mua sáo tam phân thì các bạn hết sức chú ý. Để biết thêm thông tin chi tiết về cây sáo tam phân thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Quốc Thịnh để được nhân viên tư vấn.